Câu chuyện ma quỷ rùng rợn về đảo búp bê. Hàng nghìn con búp bê được treo lủng lẳng trên các cành cây ở một hòn đảo tại Mexico. Nằm ở phía nam thành phố Mexico, giữa các kênh rạch trăng trịt của quận Xochimilco, một hòn đảo nhỏ mang tên là Isla de las Monecas, tức là đảo búp bê, thu hút nhiều khách du lịch nhưng lại gắn liền với một câu chuyện buồn trong quá khứ. Nơi đây được dành riêng cho linh hồn một bé gái nghèo khổ nhưng số phận bi thảm, chết trong hoàn cảnh đặc biệt nhiều người tin rằng những con búp bê nơi đây chứa đựng linh hồn bé gái đó. Chuyện kể rằng một người đàn ông là Don Julian Santana Barrera, người sống trên đảo, phát hiện một cô gái nhỏ chết đuối nổi lên trong con kênh giữa rừng. Không lâu sau, Barrera tìm thấy con búp bê nổi gần đó. Ông cho rằng có lẽ con búp bê thuộc về bé gái. Barrera nhặt búp bê và treo lên cây như một cách để thể hiện sự tôn trọng và an ủi linh hồn đứa trẻ xấu số Tuy nhiên sau đó, người đàn ông già luôn bị ám ảnh bởi linh hồn cô bé Đoàn Mệnh. Barrera bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm là hét ai oán hay tiếng bước chân trong bóng tối. Để xoa dịu linh hồn lang bạt, ông bắt đầu thu thập và treo thêm nhiều búp bê lên các cây trên khắp hòn đảo. Trong suốt 50 năm, hòn đảo được phủ kín bởi những con búp bê. Một điều kỳ lạ nữa xảy ra, năm 2001, người ta tìm thấy Barrera cũng bị chết đuối đúng vị trí ông tìm thấy xác cô bé năm nào sau cái chết của ông đảo isla de las monicas trở nên nổi tiếng xuất hiện trên mặt báo chương trình truyền hình với những câu chuyện đáng sợ và ngày càng thu hút nhiều khách du lịch tới thăm họ mang thêm nhiều búp bê và treo lên các nhánh cây hòn đảo là nơi sinh sống của hàng nghìn cư dân tuy nhiên nhiều du khách vẫn cảm thấy rợn tóc gáy khi đi xung quanh đảo vào buổi trưa vào buổi tối mọi thứ càng trở nên rùng rợn nhiều thập kỷ trôi qua nhiều con búp bê bị mất tay mất đầu đôi mắt trống hoác và treo lủng lẳng càng tăng thêm vẻ ghê rợn. Theo người dân địa phương, nhiều người từng nghe thấy những con búp bê thì thầm với nhau hoặc đôi mắt chúng như dõi theo họ. Một vài người khác đi thuyền trên kênh lại cho rằng họ bị những con búp bê dụ rỗ ghé vào đảo. Các câu chuyện rùng rợn về đảo Isla de las Municas có thể bị mọi người theo diệt, phóng đại để tăng thêm sự huyền bí và nhằm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là nơi dành cho những vị khách yếu tim, thiếu can đảm.